Rồi, xin chào anh chị em ha. Đây là một cái chương trình đặc biệt. Tôi mong muốn chia sẻ với anh chị em, những anh chị em đã biết tôi thông qua kênh YouTube rồi hoặc là qua Facebook thì anh chị em cũng đã biết tôi và anh chị cũng đã theo dõi và đã nhận được nhiều cái tín hiệu giao dịch, chia sẻ kiến thức đầu tư của tôi, ví dụ như về có những cái sách audiobook chẳng hạn, rồi có những cái sách về ebook chẳng hạn, hoặc là có những buổi livestream chia sẻ chẳng hạn, rồi chiến lược đầu tư qua bên tin nhắn, rất là nhiều, có nhiều dịch vụ hỗ trợ mà từ cái của tôi đã chia sẻ cho các anh chị em trong thời gian qua. Thì đây cũng là một cái trăn trở, một cái chia sẻ là gì, bởi vì mong muốn là tôi chia sẻ những kiến thức tôi biết, những cái mà tôi đã gặt hái được những kết quả thành công trong thời gian qua, và mong mỏi rằng là với những cái chia sẻ đó thì các chị em có thể sử dụng và để chị em giao dịch cho nó hiệu quả hơn. Thì trước khi đi vào một số cái vấn đề mà để có nói về nghiệp vụ á, thì chúng ta chia sẻ thêm một cái về vấn đề chung chung về cái cuộc sống chẳng hạn. Thì đây là cái điều mà tôi muốn trăn trở rất là nhiều, muốn chia sẻ với anh chị em, đặc biệt là cái trong cái cuộc sống của mình á, trong công việc mình á, thì thật sự ra thì thời gian qua tôi cũng có vui cũng có buồn cũng có, thì vui đương nhiên nó nhiều hơn nè, nó nhiều hơn mình có động lực để phát triển, nhưng mà cũng có chút xíu buồn này. Buồn thứ nhất là chỗ một số anh chị em, có những người đại loại là họ cũng làm lĩnh vực tương tự, họ cũng là những người chia sẻ, nhưng mà ở chỗ cái tâm tánh họ nó không được tốt, nó không ok lắm, nghĩa là khi mà họ làm không được thì dẫn tới là họ phá, rồi họ bịa chuyện, họ nói này kia, họ nói xấu này nọ này kia, rồi thì lúc đôi lúc là lần đầu tiên mình thấy tin đó thì mình cũng hơi chạnh lòng tí, nhưng mà nhiều nhiều lần mình nhìn lại mình thấy rằng là ok thôi, cái đó là cái con người của họ thôi, mỗi người họ có cái suy nghĩ. Chúng ta sống thì nó giàu về, không phải là chúng giàu vật chất không đâu, cái giàu quan trọng là giàu về cái tư duy, giàu về cái tinh thần, thì cái đó mới là quan trọng. Có nhiều anh chị em hỏi tôi tại sao tôi lại có thể đạt được những cái kết quả, những cái thành công về cái lĩnh vực forex này, nó nhiều như vậy, nó lớn như vậy, đúng không? Thì đương nhiên là sẵn cái dịp đây tôi cũng mong muốn chia sẻ với anh chị em, đặc biệt là để có tôi có thể có thành công trong ngày hôm nay trong nói với thị trường forex này. Thì đương nhiên để có ngày hôm nay có những cái bước thành công như vậy thì đương nhiên là trước đó thì sẽ có những cái bước khởi đầu. Những cái bước khởi đầu thì anh chị biết rằng là trước đây đó, mười mấy năm trước thì tôi biết thị trường này, tôi biết từ 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 khi mà tôi học đại học kia tôi biết, nhưng mà sau này thì có điều kiện khi mình đi làm thì mình gặp gỡ, mình học được những cái chuyên gia nước ngoài, và khi học được họ thì học họ được cũng nhiều cái, nhưng mà đặc biệt về nghiệp vụ thì nó cũng có, nhưng mà cái mà học được tốt nhiều hơn là chỗ có tư duy, cái tinh thần, đặc biệt là mình thấy là tại sao những người đó như vậy, họ lớn tuổi mà họ đã thành công. Cái sự khác biệt của mình và người Việt mình và họ ở chỗ nào, đó chính là ở chỗ cái suy nghĩ, tức là cái đặc biệt là cái lập trình về ngôn ngữ tư duy, anh chị, là con người chúng ta thành công hay không thì chúng ta có cái sự khác biệt nhau về ở chỗ cái lập trình của cái suy nghĩ. Thí dụ như của một là vấn đề, nhưng mà nếu giả sử như đối với người này thì họ thấy họ bó tay, nhưng đối với người kia thì họ thấy rằng là đó là thử thách của họ, họ có thể vượt qua để họ khẳng định bản thân họ, thì cái đó là mỗi người họ có một cái động lực, có một cái sự quyết định để mà họ thành công hay không, vượt qua được hay không. Thì tôi đặc biệt là tôi luôn luôn có những cái tôi thấy người khác làm được thì tôi bắt buộc tôi phải cố gắng để mà tôi đạt được cái điều đó. Tôi thấy là tôi không đạt được 100% như họ, nhưng mà tôi ví dụ như 70-80% như họ, thì cái đó chính là cái điều mà tôi theo đuổi, tôi luôn luôn học hỏi những chuyên gia hàng đầu thế giới, và khi tôi thấy họ đạt được những thành tích vang dội như vậy thì tôi mong mỏi rằng là tôi sẽ là những người mà thấy là sẽ bám sát với họ, có thể là không tuyệt đối như họ được, nhưng mà có thể là mình sẽ đạt được cái phần nào đó như họ, thì coi như mình đã rất là tiến bộ so với hiện tại của mình rồi. Thì đó là một những cái mà nó làm cho tôi có sự thay đổi, và đồng thời tôi quyết định tôi tham gia cuộc thi World Cup Chairmanship 2018. Và khi tôi tham gia cuộc thi này thì đó, đây là một cái quá trình, nó là một câu chuyện, nó chung nó cũng có nhiều vấn đề để kể. Khi tôi tham gia thì đặc biệt là có một số anh chị em ở bên diễn đàn Trader Việt á, thì họ phát hiện ra là tôi có tên danh sách đó, và họ cũng là những người post lên cái bài, và tôi trong đại loại là có cái sự động viên tinh thần là người Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng của toàn thế giới, thì đó là một điều tôi rất là vui. Những gì em nào, những bạn nào cũng quan sát điều đó và thấy rằng là cũng 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 khích lệ về tinh thần, tôi cũng là quý cho nhận chuyện đó. Nhưng song song trên đó thì có những bạn, đặc biệt là những người này họ cũng đã rất là rành như tôi, không biết gì tôi nhiều lắm nhé, đúng không? Nhưng mà điều cái là họ làm không được những điều tôi làm thôi, những cái họ quay qua họ phá phách. Cái đó là nhân cách của họ, cuộc sống của họ như vậy thôi, cái đó mình không trách được họ, tại vì thứ nhất là họ lựa chọn, họ là những con người mà sống không có quân tử thì họ lựa chọn cái đó, mình không có trách họ được, tại vì họ thích sống như vậy mà, họ muốn sống như vậy,
Mà nhưng mà tôi cũng có một cái buồn tí xíu là ở chỗ nhiều anh chị em mới vô thị trường này thì cũng có những anh chị em lại tin những gì họ nói, đúng không? Và đương nhiên tin họ nói thì cái chuyện anh chị tin hay không là chuyện đó, mỗi người một cá nhân và một chịu trách nhiệm cho cái hành động, cái suy nghĩ của mình rồi. Nhưng mà những người đó thì đương nhiên khi mà họ đã tin những cái lời mà sằng bậy như vậy thì cuối cùng là họ đi theo những người đó, và cuối cùng là họ sẽ thất bại, họ đã gặp thất bại và sau đó họ im luôn. Thì thật sự ra là những người mà đã như vậy đó, rồi họ cũng rất là mong muốn quay trở lại, họ cần cái sự giúp đỡ của tôi, nhưng mà về cái mặt tự thực ra mình về cái cảm thấy họ có thể hổ thẹn bởi vì họ đã lỡ có những suy nghĩ theo những cái người xấu đó rồi, thì bây giờ mà họ không thể mặt mũi nhìn tôi được thì đó là cũng là cái tiếc cho những bạn mà đã có cơ hội gặp gỡ tôi và được tôi chia sẻ. Nhưng mà ở chỗ thì đi lang thang ở đâu đó rồi, nói chung suy nghĩ và cái gọi là cái bản lĩnh của bản thân mình không nhìn nhận được vấn đề thì đương nhiên là có dùng đi vào cái vòng luẩn quẩn mà cuối cùng vẫn thất bại. Thì cái đó là cái tiếc là ở chỗ là một số bạn cũng còn trẻ, một số bạn cũng có tuổi cũng ba mấy 40 nhưng mà ở chỗ có suy nghĩ nó còn chưa có vững lắm, thì cái đó cũng là một cái thiếu. Mình cũng không thể trách được họ, tại vì mỗi người có hoàn cảnh sống, về điều kiện, về về cuộc sống khác nhau, tự nhiên góc nhìn của họ thì khác nhau thôi, nhiều khi khẩu vị của họ là như vậy thì mình cũng không trách được. Nhưng ở chỗ là gì, trong video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ anh chị em là những anh chị em đã biết tôi thông qua kênh video ở YouTube, qua Facebook chẳng hạn, thì chúng tôi luôn luôn có những cái chương trình, thật sự đây là cái tâm huyết. Tôi không biết là tôi sẽ chia sẻ lại được cho những anh chị em nào gọi là truyền nghề tuyệt đối cho những anh chị em nào hay không, tại vì thứ nhất là thời gian qua cũng có một số bạn hỏi tôi là bây giờ làm sao thầy có thể chia sẻ được truyền nghề cho một đệ tử ruột nào đó đã làm, thì tôi nói rằng là thật sự đó là không được như vậy. Tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em ví dụ như những cái mà tôi biết hiện tại cho anh vậy, nhưng mà chỗ mà để chị có thể thành công rực rỡ hơn nữa thì đương nhiên là chị phải có một cái sự có tư duy, có cái ngộ tính, đúng không? Ví dụ như học được những cái mà tôi chia sẻ rồi anh chị em lại phát triển thêm, đi xa hơn rồi đào sâu rồi đồng thời nói chung đạt cái thành tích đó, thì cái đó là ăn thua thêm cái bản chất của mỗi người nữa. Giống như anh chị hình dung giống như một cái giáo trình của một cái chương trình đào tạo, ví dụ như đọc Harvard đi, đúng không? Anh chị được học trong cái môi trường đó, tự nhiên giáo sư hàng đầu thế giới họ dạy đó, họ dạy ví dụ như 100 sinh viên trong một lớp chẳng hạn, nhưng mà đâu phải là một kết quả 100 sinh viên đều như nhau đâu. Có những sinh viên họ rất là giỏi, họ giỏi thật là giỏi luôn, thậm chí họ sau này họ thành công giỏi vượt trội hơn những người người thầy của họ đó, thì cái đó đòi hỏi nó hỏi tới cái ngộ tính. Thì nếu mà những anh chị em đã từng học tôi mà đã được có kết quả đó thì tôi cũng rất là mừng cho anh chị em như vậy, đúng không? Nhưng mà điều cái thì cái gì cũng vậy, tôi luôn luôn ở cái tôn chỉ là chúng ta sống trong cuộc sống á, thì cái vấn đề quan trọng không phải là chúng ta kiếm tiền bạc không, đôi lúc chúng ta sống về cái mặt cái con người, nhân cách với nhau. Nếu chúng ta có đang có dịp gặp nhau, hiểu biết nhau thì đương nhiên là đối với tôi, quan điểm tôi sống á, thì đương nhiên là mình sống luôn luôn có sòng phẳng với mọi người, đúng không? Ví dụ như bây giờ anh kính tôi, hướng tôi kính anh Trượng như vậy thì nó vui vẻ. Tôi không không muốn là sống ở chỗ là phải một cái người trên và kẻ dưới, tôi không muốn như vậy, và tôi luôn luôn đặt mình vào cái vị thế đó. Đương nhiên rằng là cái gì mà tôi cũng muốn tất cả mọi chị em mà có dịp tiếp xúc thôi thì chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy, thì nó dễ làm việc, nó dễ hiểu, thông cảm với nhau nhiều hơn. Nếu anh chị em và những người mong muốn là phát triển trong cái thị trường này, đi xa hơn trong cái lĩnh vực kinh doanh forex, thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ truyền nghề cho những anh chị em. Nhưng đương nhiên là anh chị em phải là người phải nghiêm túc, trước nhất trước mắt là phải cái tâm, đúng không? Quan trọng là cái tâm, cái tầm và cái trí, đúng không? Người ta nói là ông Nguyễn Du kêu nói là cái tâm khi mới bằng ba cái chữ tài. Cái tài chúng ta có thể học được, nhưng cái tâm chúng ta bắt buộc là phải chúng ta đào tạo, nó thuộc về cái đạo đức, về cái nhân cách từ nhỏ này, giáo dục trong gia đình này, chúng ta tiếp xúc, chúng ta ngộ ra trong cuộc sống, sách vở này nó rất là nhiều, thì cái đó là cái tâm đó. Tôi luôn luôn làm việc đặt trên cái tâm. Có thể một số anh chị em chưa hiểu hết tôi thì đương nhiên có nhiều cái hiểu lầm thì nó không tránh khỏi được, nhưng tôi luôn luôn đặt ra điều đó, bởi vì đó là lý do tại sao tôi luôn luôn phát triển, tôi luôn luôn làm mỗi ngày mỗi mới, kiến thức của tôi càng ngày càng rộng ra, càng sâu hơn. Đó là lý do tại sao tôi đạt được cái thành tích vang dội, thành tích rất là cao, thành tích còn lá quân thế giới 2018 mà chưa ai đạt được cái điều đó. Tới thời điểm hiện giờ Việt Nam mình trong 37 năm qua tính 2050 thì chưa ai đã chưa đạt được cái vị trí cao nhất đó. Và tôi không biết là trong thời gian tới sẽ có ai được lọt vào trong mở bảng xếp hạng đó hay không. Mà nếu được đạt được vị trí bằng cho tôi thì Á quân đó cũng là đó là điều rất là tuyệt vời. Nếu tốt hơn thì vô địch nó thì còn cái được rỡ nữa, thì cái Việt Nam chúng ta, với Việt Nam chúng ta cũng không thua kém ai, và để thông qua đó chúng ta thấy là chúng ta khẳng định trên trường thế giới rằng là Việt Nam vẫn có nhiều nhân tài chứ không phải chỉ có một vài người. Thì cái đó chính là những cái điều mà tôi muốn trăn trở chia sẻ cho những chị em, đặc biệt là những chị em chưa biết về thị trường hoặc là nhen nhóm mong muốn để đi vào con đường phát triển thị trường kinh doanh forex,
mà để mong muốn thành công hay hoặc là bỡ ngỡ liệu có thành công hay không, thì tôi khẳng định chị rằng chúng ta có thể thành công được với thị trường này với điều kiện chúng ta làm việc phải nghiêm túc, chúng ta phải biết là chúng ta phải có cái lòng chúng ta hơi mở rộng ra, chúng ta trải rộng cái lòng ra, chúng ta đón nhận giá trị tuyệt vời những người mà đi trước, người ta chia sẻ cho mình, chúng ta thừa kế những cái nghiên cứu, những cái phát triển của những người đi trước, thì đương nhiên chúng ta đi nhanh hơn, đúng không? Và đương nhiên là cái tâm cái chúng ta nó làm cho chúng ta sẽ có cái độ tầm nhìn nó cao hơn, xa hơn, cái đó chúng ta sẽ thành công hơn đối với thị trường forex. Và cái đó là những cái lời mà tôi muốn nhắn nhủ và chia sẻ cho những bạn, những chị em mà mong muốn đi vào con đường kinh doanh forex, mà coi như là đây là một ngành nghề chính, kinh doanh lâu dài, và để chúng ta thành công, có thể sống được với nghề, chúng ta không có lo lắng về trong cái mọi cái chi tiêu mà trong cuộc sống chúng ta có thể sống được với nghề này. Anh chị em và các bạn, nếu mà học tốt, giao dịch tốt, thì anh chị em và các bạn có thể kiếm trên $1,000 một tháng. Đối với thị trường này nó không có gì là khó khăn cả. Cái đó là cái điều mà anh chị có thể đạt được ở điều đó. Và chúng tôi vẫn có những cái chương trình, đặc biệt là thí dụ như anh chị em có thể vào trong cái trang tôi chia sẻ là cái trang, thí dụ như trang sau nè, anh chị em vào cái trang là học forex ví dụ gì ha. Đây. Anh chị em có thể vào trong cái trang là học forex.net. Trong trang này thì anh chị có thể là mở ra là gì xuống đây anh học được cái khóa học là kimono trader. Đây là một khóa học miễn phí mà nhưng rất là giá trị. Nó tập hợp rất là nhiều kiến thức mà để anh chị em có thể bước đầu, anh chị em có thể xây dựng cái nền tảng, anh chị em có thể phát triển và đi xa hơn ha. Đối với cái lĩnh vực này, và sau khi anh chị em học cái khóa là kimono trader, anh chị muốn phát triển hơn thì anh chị em có thể đăng ký học cái khóa là thực chiến này. Chúng ta mở rộng này, nó có rất nhiều khóa rất là giá trị. Ví dụ như nó có cái khóa này, sau khi chúng ta học cái khóa kimono trader online thì chúng ta phải chọn cái khóa là chinh phục thị trường thế giới này. Cái khóa này chi phí rất là rẻ ha, nên anh chị có thể đăng ký cái khóa này, anh chị học được thì đây anh chị lựa chọn này, có khóa nào cũng được, thì có khóa miễn phí hoặc là có phí, anh chị lựa chọn để chị lựa chọn cho mình để thứ nhất là nâng cao kiến thức mình cho nó tốt hơn, thì cái đó là cái mà anh chị có thể khởi đầu được. Để bắt đầu như những cái hành trình mà đối với kinh doanh chinh phục thị trường tài chính thế giới này, nó có thể thành công, đặc biệt là thị trường forex, khi chúng ta có kiến thức. Và đặc biệt là đối với cái lĩnh vực này thì nhiều khi anh chị em mới vô thị trường, anh chị em không biết rằng là chúng ta có thành công được hay không, hoặc là chúng ta học bao lâu. Thì nếu anh chị làm theo những bài bản của tôi, những cái bài bản của tôi, anh chị em có làm tuyệt đối, chăm sóc tốt, làm theo những cái gì tôi chỉ, thì có khả năng anh chị có khoảng 6 tháng một năm là chị có thể thành trader chuyên nghiệp và đạt được cái hiệu quả kinh doanh nó tốt. Thì cái điều đó là gì em sẽ đạt được với điều kiện là gì phải nỗ lực và gắn bó liên hệ với câu lạc bộ, và đặc biệt là bên chúng tôi thường xuyên, thì đương nhiên chúng tôi sẽ có những chương trình hỗ trợ cho chị nhiều hơn, và như vậy thì chị nhanh chóng để đạt được những cái con đường chinh phục forex của mình. Thì cái đó là những cái chia sẻ trong video ngày hôm nay, và mong mỏi rằng với chia sẻ này thì chị em sẽ có những cái suy nghĩ, cái tâm tư để chị em thành công trong cái thời gian tới, và nhớ hãy liên tục đăng ký rồi subscribe cái kênh của chúng tôi để chị nhận được video mới và sớm nhất, chiến lược đầu tư chẳng hạn, và kiến thức vân nó rất nhiều, rất là giá trị. Hẹn gặp lại anh chị và những người thực sự quan tâm muốn thay đổi cuộc đời mình, thay đổi cuộc sống về tài chính và trên lĩnh vực kinh doanh forex và chứng khoán Mỹ, thì chúng ta sẽ cùng nhau thành công ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video. Để có thể nhận thêm nhiều video mới và nhanh nhất thì anh chị có thể đăng ký kênh chúng tôi. Anh chị nhấn vào trong nút subscribe và kế đó anh chị nhấn vào cái chuông. Anh chị chọn ô thì có nghĩa là khi chúng tôi post lên những cái video về phân tích thị trường, tin nhắn chiến lược, rồi những kiến thức đầu tư vân vân, thì anh chị có thể là những người nhận sớm nhất khi nó được thông báo qua bên cái notification của anh chị, qua điện thoại, qua máy tính bảng hoặc là máy tính bàn. Để chúc anh chị nhận thêm nhiều giá trị tuyệt vời từ chúng tôi.